Trần Trực Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Vô Đề sáng Chủ nhật. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ của Houston, tức là 7 giờ sáng giờ của California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi sáng Chủ nhật vẫn là chương trình Vô Đề, tương tự như sáng thứ Bảy, tức là đề tài được mở rộng hơn. Chúng ta có thể đề cập những đề tài khác nhau thay vì tập trung vào thời sự mỗi một ngày. Cảm ơn tất cả mọi người. Và trước khi đi vào cái phần đọc comment của quý vị và các đề tài quý vị đưa ra, cho phép Phong được đưa một cái thông báo nho nhỏ, đó là nếu quý vị nào mà có liên lạc được với lại anh Đạt CNC thì quý vị nói với anh Đạt liên lạc dùm với Phong, bởi vì có việc rất cần muốn gặp anh Đạt CNC. Nhờ anh Đạt liên lạc với Phong qua cái địa chỉ email là phuongmaioffficial@gmail.com. Mà cái email nằm ngay trên màn hình của Phong. Một lần nữa nhắc lại là nhờ nếu quý vị nào mà trên channel của Phong mà biết được anh Đạt CNC thì nhờ quý vị nhắn với anh Đạt là liên lạc với Phong qua địa chỉ email là phuongmaioffficial@gmail.com, bởi vì có việc rất cần để gặp anh Đạt. Mong là quý vị giúp Phong là liên lạc dùm với anh Đạt CNC. Cảm ơn tất cả mọi người. Và thứ hai là cũng cảm ơn tất cả khán thính giả ngày hôm qua đã theo chân Phong đi xem miếng đất ở Kendleton, nơi mà anh Ngô Tuấn Kiệt đã mua miếng đất để mà làm cái trung tâm sinh hoạt và phục vụ cho cộng đồng. Đây là một cái công viên, và cái công viên này nó sẽ là một cái công viên có tính chất về sinh hoạt, về thứ nhất là tôn giáo, thứ hai là những cái văn hóa giải trí lành mạnh, cũng như là giúp cho các hội đoàn ở trong cộng đồng chúng ta có được cái miếng đất có thể xây dựng theo ý của quý vị nếu quý vị muốn. Ok, rất mong là quý vị hỗ trợ cho và Phong cái điều này. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Đó là cái thông báo của Phong. Rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần mà đọc comment của quý vị. Trung Quốc còn tập trận ở eo biển Đài Loan nữa không Phong? Câu hỏi rất thừa. Trung Quốc tuyên bố tập trận từ thứ Năm tới Chủ nhật. Hôm nay là Chủ nhật thì đương nhiên vẫn còn cho tới hết ngày Chủ nhật nha. Rồi cảm ơn các bạn. Ok, rồi cái gì, một hải lý có bằng một dặm trên bộ hay không anh Phong? Cảm ơn. Một hải lý dài hơn, ok, mà tôi chưa có đo là một hải lý thì nó dài hơn một dặm ở trên bộ nha. Tình hình Đài Loan vẫn còn tiếp tục như cũ quý vị, có nghĩa là Trung Quốc vẫn tiếp tục tập trận ở trên eo biển Đài Loan. Và ngày hôm nay thì hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ vẫn túc trực ở phía đông eo biển Đài Loan và nằm gần của biển của Philippines để giám sát tất cả các cuộc tập trận của Trung Quốc. Đó là những gì mà tôi đã có tin cho quý vị ngày hôm nay ở trên cái bản tin thời sự cuối tuần rồi. Quý vị nào chưa xem thì vào trong đó xem nha. Bài hát 1954-1975 em Bích Phương hát phản ảnh rõ ràng hai lần chạy cộng sản của người Việt. Em thấy bài hát này được nhắc đến ít được nhắc đến so với bài hát khác quá anh Phong. Ok, thì có nhiều khi cái melody, cái giai điệu, mặc dù ý nghĩa bài hát hay, nhưng mà để có thể được phổ thông trong quần trong tất cả người dân đó, tức là để mà người dân biết đến nhiều đó, thì nó cần cái giai điệu nhẹ nhàng hơn, thích hợp hơn và dễ hát hơn thì người ta tiếp cận nhiều hơn. Còn những bản nhạc mà có cái nốt nó khó, đòi hỏi những ca sĩ chuyên nghiệp phải trình diễn đó, thì đôi lúc những bản nhạc này nó lại không có được phổ biến nhiều đối với lại người dân và những người thưởng thức. Đôi lúc quý vị, đó là tại sao mà cái dòng nhạc bolero nó phổ thông và nó nổi tiếng, là bởi vì dòng nhạc bolero nó nhẹ nhàng, dễ hát, dễ nghe, thì người ta dễ đón nhận hơn. Còn một số nhạc sĩ họ muốn có một cái giá trị nghệ thuật cao hơn, đôi lúc họ viết những cái nốt lên cao quá, xuống thấp quá, vân vân, trong một bản nhạc, thì nó đòi hỏi cái kỹ thuật trình diễn của nghệ sĩ. Thì những người cỡ như mà danh ca như Elvis Phương là kỹ thuật ảnh đầy đủ, ảnh chọn những bản nhạc đó hát, thì đôi lúc cái ý nghĩa nhạc thì hay, nhưng mà nó lại ý nghĩa nhạc thì hay, nhưng mà cái giai điệu của nó, tức là cái melody của nó, nhiều khi khó quá, người ta lại ít nghe nha. Rồi tiếp tục rồi tiếp tục. Ok,
Quan chức Mỹ và quan chức Việt Nam ai giàu hơn? Câu hỏi đã trả lời. Đương nhiên quan chức Việt Nam nó giàu hơn quan chức Mỹ rồi lắm. Quan chức Mỹ nhiều khi nghèo lắm quý vị. Tại vì quan chức Mỹ làm lương không bao nhiêu cả. Và họ sống nhờ vào cái tiền lương đó. Còn quan chức Việt Cộng thì quý vị biết rồi nha. Chứ anh hỏi một câu rất là thừa. Quan chức Việt Cộng nó giàu hơn quan chức Mỹ rất là nhiều. Rồi, vở kịch của anh hay và thậm chí cảm ơn rất nhiều. Bên Mỹ cái gì? Ok rồi, 70 vây. Những câu hỏi của em hỏi khá nhiều nha. Ok, anh biết là em cố tình đã kích cộng sản, nhưng mà em hỏi những cái câu và được để mà mượn cớ chửi cộng sản thì em sai ở trong channel của anh rồi. Đúng, anh có chỉ trích cộng sản, nhưng không phải mỗi một câu của anh ra đều chỉ trích. Do đó em bị block ngay trên channel của anh thì em ráng em chịu, là bởi vì anh nói với em rồi là em có thể hỏi những cái vấn đề mà nó ngoài thời sự ngày hôm nay, nhưng mà em cố tình gài để anh Phong chửi cộng sản thêm một tiếng cho em nghe đã tai đó thì em lầm. Anh Phong không phải dạng người dễ bị em kích động như vậy đâu nha. Rồi mới mốt chú có làm phim mời ông Ngô Kỷ nhá. Có đề nghị rồi, có đề nghị sẽ có vai cho Ngô Kỷ rồi, nhưng mà Ngô Kỷ nói thôi mày để yên, mày để yên cho tao kiếm ăn đi, mày lôi tao lên trên đó là chết tao luôn. Thì có điều là quý vị, tôi đang chọc Ngô Kỷ ở trong cái việc mà luật sư Trần Thái Văn đã chính thức trở thành động lý văn phòng của anh Chu Đỗ. Thứ nhất là chúc mừng cho anh Văn, và thứ hai đây sẽ là cái bước mà chúng ta bắt đầu tiếp tục trong cái sinh hoạt chính trị dòng chính. Tại vì chính thức thì coi như là đôi bên đã có những cái đụng chạm nhau trong cái giai đoạn khoảng mà mười mấy năm trước, thì bây giờ giải quyết được những cái này thì tới lúc chúng ta đoàn kết lại thì anh Triệu Đỗ đã chính thức bổ nhiệm anh Trần Thái Văn làm động lý văn phòng. Thì điều này cũng có nghĩa là tôi đang tìm cách kiếm một vai trò đại cố vấn cho Ngô Kỷ, nhưng mà Ngô Kỷ thì lắc đầu. Trần Thái Văn nói ông Ngô Kỷ mà làm cố vấn cho anh Văn đó thì chắc là anh ổng đốt luôn cái văn phòng của anh Văn đó Phong ơi. Ok rồi tiếp tục. Việt Nam vừa bị quan chức tàn phá bên ngoài có biện pháp gì không anh? Chả có biện pháp gì hết, quyền nằm trong tay của họ, họ muốn làm gì họ làm, ở bên ngoài chả làm được gì cả. Chỉ có quý vị bên trong làm được rất nhiều nhưng quý vị không chịu làm thôi, bên ngoài chả làm được cái gì hết, ở bên trong quý vị mới làm được. Nhưng mà đáng tiếc là quý vị không chịu làm thì quý vị ráng chịu cái môi trường tàn phá, và độ khoảng 10 năm 20 năm nữa thì dân Việt Nam mà muốn đi du lịch nước khác cũng khó khăn, bởi vì sẽ bị khám sức khỏe gắt gao vì môi trường của Việt Nam tệ hại, có nhiều chất độc, nó sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe và có những vi khuẩn nó nằm ở trong cơ thể của quý vị. Do đó khi mà quý vị 10 năm 20 năm nữa quý vị đi du lịch nước khác, quý vị phải sẽ bị giám sát chặt chẽ về sức khỏe, chưa chắc quý vị đã được đi nữa nha. Rồi tiếp tục. Ông Ngô Kỷ có cái nét duyên dáng dùng mấy từ một mạc làm cho người ta cười. Dạ, ổng thì ổng đóng kịch hay lắm, đến lúc mà ổng chửi lên nó đỡ không kịp đâu quý vị, chạy còn không kịp đó. Đừng nghĩ rằng ổng dùng mấy cái chữ duyên dáng đó là quý vị hiểu là ổng chết đó nha. Rồi ok rồi lướt qua những cái thập niên 50 Triều Tiên khó chiếm Nam Hàn vì thiếu lương thực hải quân phải không anh Phong? Thứ nhất là nếu em đã gọi đó là Nam Hàn thì em phải gọi là Bắc Hàn. Ok, hoặc là em gọi cái tên cũ của nó trọn một nước là nước Cao Ly. Nên tránh bớt cái chữ Triều Tiên giùm anh đi. Ok, là thứ nhất. Thứ hai nữa, thời điểm đó đôi bên kèm nhau, tại vì bên phía Bắc Hàn có sự hỗ trợ của Nga và Trung Quốc, bên phía của Nam Hàn có sự hỗ trợ của đồng minh và các quốc gia khác. Và cuộc chiến đó kéo dài rất ngắn, từ năm 1950 tới năm 1953, và kết thúc bằng một cái hiệp ước ngưng bắn, chứ chưa có một cái hiệp ước hòa bình cho tới ngày hôm nay. Cho nên bây giờ em đánh giá hải quân bên đó thì tôi cũng không biết là em đánh giá kiểu nào của một câu chuyện đã xảy ra coi như là tới năm tới là đủ 70 năm rồi em nha. Rồi tiếp tục. Dân hai miền Nam Bắc có thể tách ra lần nữa không anh? Tôi thì tôi mong như vậy, là bởi vì cái văn hóa của miền Bắc họ đã nằm dưới sự giáo dục quá lâu của cộng sản từ năm 1954. Do đó họ đã khác hoàn toàn với lại cái tinh thần của người Việt Nam và người miền Nam. Do đó tách ra tốt hơn. Tôi hy vọng điều đó, tách ra một khoảng thời gian để cho hai bên sống với cái văn hóa của mình. Tại vì cái văn hóa đó không thể hòa hợp được với miền Nam. Thì tôi mong là như vậy, nhưng mà còn nó có tách ra được hay không
thì do chính quý vị ở trong nước hoặc là do cái định mệnh của Việt Nam thôi. Chứ bây giờ quý vị có hỏi tôi cũng phải là thánh để phán ra là yes or no cả nha. Trung Quốc vẫn chưa ngừng tập trận, đã chuyển sang tập trận phía bắc của Đài Loan. Thì phía bắc tức là khu vực ở Thượng Hải, ở Triết Giang, ở từ khu vực đó xuống, thì chúng ta đã biết là Trung Quốc sẽ tiếp tục những cái trò này để duy trì cái lệnh phong tỏa về không phận. Mà họ chơi kiểu này thì chính họ sẽ tự đưa họ vào cái chỗ cô lập. Và tôi nói với quý vị, Bắc Kinh đang phô trương sức mạnh quân sự để lấy lại mặt mũi, và kéo dài cái sự phô trương này thì càng khiến cho họ bị tổn thất nhiều hơn. Tức là cái này nó giống như là quý vị cái chiêu thức mà của phái Không Động mà Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn tập đó, càng tập thì nó càng đứt kinh mạch trong nội tạng đó. Thì nó tương tự như vậy thôi nha. Rồi tiếp tục, đất của Phong mua thấy nhiều môi trường, thật sự không phải tôi, cái đất miếng đất đó chính ra là anh Ngô Tuấn Kiệt mua, và tôi là người sẽ giúp cho anh Ngô Tuấn Kiệt vẽ ra một cái master plan để có thể làm sao nó trở thành một cái trung tâm sinh hoạt về tôn giáo, văn hóa, giải trí cho người Việt. Thời gian đầu sẽ là Hilton, nhưng mà thời gian kế tiếp tôi hy vọng nó sẽ lên nationwide, tức là khắp nơi người ta sẽ về đó. Còn cái người mua miếng đất và chủ miếng đất chính thức là anh Kiệt nha. Rồi tiếp tục, khi chiến tranh kết thúc, số tiền mà Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine có phải trả lại không anh Phong, không chú? Có một số tiền được vay mượn thì sẽ trả, và có một số tiền được tài trợ thì không cần trả. Tùy theo cái giai đoạn nào. Có giai đoạn là hỗ trợ và không cần hoàn lại, và có giai đoạn thì họ cho mượn, họ cho vay, và sau khi mà chấm dứt thì bà phải trả lại, chứ không phải toàn bộ là cho miễn phí hết, hay là toàn bộ là sẽ lấy lại hết. Có một số những cái giai đoạn họ cấp miễn phí, có những số một số thì họ bắt buộc phải trả lại nha. Rồi, con muốn mua quyển sách sử của bác Phạm Trần Anh có cách nào không chú? Cách thứ nhất là con lên Amazon. Cách thứ hai, con vào lại cái clip đó, trên màn hình của chú có cái email của bác Phạm Trần Anh, thì con có thể liên lạc trực tiếp với bác Phạm Trần Anh nha. Rồi, Trung Quốc thay đổi thể chế dân chủ thực sự thì Taiwan còn muốn thống nhất với đại lục. Tôi không nghĩ như vậy. Dù bây giờ Trung Quốc chuyển qua một chế độ dân chủ thì Đài Loan vẫn giữ tư thế một quốc gia độc lập của họ. Còn những ai mà có mộng lãnh đạo nước nước Trung Quốc á, thì có thể bỏ Đài Loan đi về Trung Quốc. Nhất là những người cựu trào của Trung Hoa Quốc dân đảng, mà tôi không nghĩ giờ này còn bao nhiêu người còn sống. Tại vì những người cựu trào của Trung Hoa Quốc dân đảng mà kéo ra đảo quốc Đài Loan năm 1949 á, gần như là qua đời hết rồi. Thì những ai có tham vọng chính trị ở Trung Quốc thì họ có thể bỏ Đài Loan đi về Trung Quốc. Còn Đài Loan vẫn là sẽ là một quốc gia độc lập, không dính dáng thì tới Trung Quốc hết nha. Rồi tiếp tục, ok, em thấy Nga có vẻ ngán vũ khí của Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine. Thì tùy theo cái mức độ của cuộc chiến, tôi thì tôi không có thấy như vậy. Tại vì được nhiều người thổi phồng ở trên cái tin tức nhiều lắm. Thì thật sự quý vị, cuộc chiến Ukraine tôi chỉ đưa tin chừng mực, là bởi vì nó còn là cuộc chiến còn kéo khá dài. Còn kéo khá dài. Và mỗi lần Hoa Kỳ hay là khối NATO mà tương trợ, mà hỗ trợ thêm vũ khí cho phía của Ukraine, thì chúng ta thấy được một số vũ khí mới. Nhưng vấn đề còn lại, ai là người sử dụng những vũ khí đó? Tại vì sử dụng một cách thuần thục chuyên nghiệp là Hoa Kỳ và NATO. Nhưng Hoa Kỳ và NATO không thể can chiến trực tiếp, còn huấn luyện cho binh sĩ của Ukraine trong thời gian ngắn để mà có thể sử dụng những loại vũ khí này, thì trong thời gian ngắn thì họ chưa đủ kinh nghiệm, họ chỉ dùng trong cái giai đoạn tạm thời đối phó cuộc chiến thì ok. Do đó quý vị, bây giờ mà nói tới ngán hay không ngán, tôi không nghĩ là ai ngán ai cả. Vấn đề là cái tác dụng của vũ khí đó nó hỗ trợ được thế nào trong cuộc chiến mà thôi nha. Rồi tiếp tục, mảnh đất mà anh Ngô Tuấn Kiệt mua với mục đích cho cộng đồng phi thương mại, vậy có phải đóng thuế hàng năm không anh Phong? Đóng thuế hàng năm thì thật sự quý vị, cái miếng đất ở Texas, tại vì đất đó là đất nông nghiệp, và quý vị thấy là khi mà trên đường mà chúng ta đi tới đó thì quý vị thấy một đàn bò nằm trong đó rồi. Thì cái đất nào mà quý vị có nuôi những cái gia cầm, bò, heo, gà, những loại đó, trừ ngựa thôi,
thì quý vị sẽ được tính là đất nông nghiệp. Mà đất nông nghiệp thì ở Texas lại gần như là không có luôn, hoặc có rất là rẻ. Ví dụ như cái miếng đất kế bên của anh Đức, cách cái miếng đất của anh Kiệt là khoảng chừng 10 phút lái xe thôi. Anh Đức anh mua miếng đất đó là 40 acre, tức là 40 mẫu. Thì anh trả tiền thuế đất, anh nuôi đâu khoảng 20 con bò, thì một năm anh trả tiền thuế đất có $100 thôi. Còn miếng đất mà anh Kiệt mua thì trước đó cái người chủ mà bán lại đó, thì họ trả tiền thuế đất một năm, trọn một năm là chỉ có $500 thôi. Tại vì đó là thuế nông nghiệp, nó rẻ lắm ở Texas nha. Rồi tiếp tục. Trời ơi, bữa nay hỏi tới Đông Tà Tây Độc Bắc Cái Nam Đế trong Anh Hùng Xạ Điêu, theo anh Phong võ công ai cao cường hơn? Thật sự tôi nói với quý vị đọc cho vui để hiểu được thôi, nhưng mà mình đọc không phải là võ công ai cao cường hơn, mà chính ra chúng ta đọc trong cái tác phẩm của Kim Dung chủ yếu là cái triết lý đằng sau cái hình ảnh của võ thuật nó nhiều hơn. Cho nên em đừng hỏi tôi là võ công ai cao hơn cả, tại họ đã phân ra bốn thế khác nhau, tức là mỗi bên một sở trường riêng, thì nó cũng tương đương như với nhau, mỗi người có một sở trường riêng. Nhưng cái tác phẩm của Kim Dung chủ yếu là ông mượn cái câu chuyện của kiếm hiệp để ông nói lên về những cái triết lý nhân sinh, và kể cả những cái quan điểm chính trị ở trong cái lòng trong tác phẩm của ông ta. Người ta đọc vào tác phẩm của Kim Dung hình như là 90% người ta nhắm vào cái này, chỉ có 10% như em á thì mới nhắm vào gọi là võ công cao thấp, là bởi vì tụi em không hiểu được cái tác phẩm của Kim Dung. Kim Dung không phải viết tác phẩm để mà khoe khoang võ thuật. Kim Dung viết những tác phẩm đó, 14 tác phẩm của ổng đều mang tính chất lịch sử, triết lý, kể cả triết lý nhà Phật và cái đối nhân xử thế ngoài xã hội. Người ta quan tâm cái đó nhiều hơn. Chỉ có những em như tội nghiệp như em vậy đó, chỉ khoái võ công rồi cứ tưởng tượng là võ công, ngồi đó tưởng tượng thôi nha. Rồi tiếp tục. Tôi nghĩ gì đây, Nhật nên sửa đổi hiến pháp mau đi, không sẽ không kịp bảo vệ Đài Loan. Thật sự không cần. Nhật tu chính hiến pháp là để có vai trò lớn hơn tại Á Châu Thái Bình Dương trong lần thứ hai. Nhưng bây giờ thì không cần phải tu sửa hiến pháp để bảo vệ cho Đài Loan, bởi vì cái lần tu sửa thứ nhất nó đã có cái này rồi. Tức là nước Nhật được quyền trong tinh thần tự vệ, thì Đài Loan là cửa ngõ ở nước Nhật. Nó nằm trong an ninh quốc phòng của nước Nhật. Cho nên không cần phải tu sửa lần thứ hai để bảo vệ Đài Loan. Tu sửa lần thứ hai là vai trò lớn hơn của Nhật tại Á Châu Thái Bình Dương, trong đó có Nam Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, và kể cả trong đó có cả Ấn Độ Dương nữa. Tức là sự xuất hiện của quân đội Nhật Bản sẽ xuất hiện nhiều hơn ở những vùng biển khác nhau tại Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Còn riêng trường hợp của Đài Loan thì nó đã nằm trong cái lần tu chính thứ nhất năm 2010 dưới thời của ông Shinzo Abe. Tức là nước Nhật được quyền hoạt động quân sự trong tinh thần tự vệ, self defense. Thì Đài Loan là cái cửa ngõ an ninh quốc phòng của nước Nhật, và tập Bạch thư quốc phòng mới nhất năm ngoái cũng như năm nay họ đã khẳng định điều này, có nghĩa là Nhật sẽ can dự trực tiếp nếu đảo quốc Đài Loan bị tấn công. Nha, cho nên phải hiểu được cái hiến pháp của Nhật đã. Rồi tiếp tục. Ok, anh Phong hiện nghĩ gì về vụ nữ sinh bị tai nạn? Tôi có một cái Hilton nhật ký, tôi đã phân tích chuyện này cho quý vị rồi. Quý vị vào cái Hilton nhật ký của tôi thì tôi có phân tích cái việc mà tại sao nó cố tình xoáy theo cái tinh thần gọi là ai là người chịu trách nhiệm cho bản báo cáo của cái việc mà trong người, trong máu của bé đó có nồng độ cồn vân vân. Bây giờ bệnh viện lên tiếng xin lỗi thì sau đó sẽ là bác sĩ chịu trách nhiệm. Nhưng quý vị, cái mà quý vị quan tâm nhất là nhân thân của kẻ gây tai nạn là ai, mà tại ai đủ khả năng ép bác sĩ thay đổi bản báo cáo đó có lợi cho kẻ gây tai nạn. Cái câu hỏi đặt ra là chỗ này, đừng có chạy theo cái ngọn là ông bác sĩ này vô lương tâm, ông bệnh viện kia vô lương tâm. No, bác sĩ và bệnh viện đều nằm dưới áp lực của bên quân đội và công an. Vậy thì ai ở bên quân đội và công an đã áp lực bác sĩ và bệnh viện thay đổi bản báo cáo? Cái đó mới quan trọng. Và nhân thân của nhân vật này là
sĩ quan trong ngành không quân của quân đội Cộng sản. Thì nhân thân của nhân vật này là ai mà có thể khiến cho cả quân đội công an sẵn sàng bao che? Chúng ta nhắm vào cái gốc vấn đề, đừng nhắm vào cái ngọn vấn đề. Cái ngọn vấn đề, cái đám báo chí trong nước và cái đám dư luận viên trong nước, nó cố tình đẩy quý vị vào cái hướng của bệnh viện với bác sĩ. Quý vị đừng nhắm vào đó. Quý vị nhắm thẳng vào cái gốc vấn đề đó, là kẻ gây tai nạn. Ok. Rồi. Tổng thống Trump có giúp cho Hùng Cao tranh cử không anh Hoàng Thái Kiều? Chưa biết. Bây giờ chưa tới bầu cử. Về quy tắc, anh đã thắng primary. Còn cái bước mà có đề cử ảnh hay không thì gần tới giai đoạn đó chúng ta mới biết được. Gần tới giai đoạn mà khi mà ông Trump thấy có sự nguy hiểm thì ông sẽ nhảy vào ông endorse để tăng cái khối phiếu đó lên. Nếu ông cảm thấy là cái vị trí của Hùng Cao có nguy hiểm, còn nếu như vị trí của Hùng Cao mà an toàn, tức là dễ dàng đánh bại đối thủ dân chủ đó, thì chưa chắc Tổng thống Trump cần thiết phải làm như vậy. Ok. Do đó thì chưa biết được. Có điều là tôi nghĩ lần này Hùng Cao thắng chắc rồi. Bởi vì khi mà vẽ lại bảng tranh cử cái đơn vị 10 ở Virginia đó, thì khối phiếu của người Việt rất cao. Do đó khối phiếu người Việt rồi cộng thêm khối phiếu của những người cựu quân nhân, tức là veteran, thì là những người đó là ủng hộ cho anh Hùng Cao. Do đó ở Virginia quý vị biết là cái thế lực của veteran rất mạnh, tức là thế lực của những giới cựu quân nhân Mỹ rất là mạnh. Thì họ ở đó, họ support, họ chính thức endorse anh Hùng Cao rồi. Có nghĩa là anh Hùng Cao đã nắm cả khối phiếu Mỹ lẫn khối phiếu Việt rồi. Thì tôi nghĩ rằng đối thủ của anh không có cửa. Trừ phi là cái đám Việt Tân nhảy ra phân hóa những người ở trong cộng đồng để bỏ phiếu cho đối thủ của Hùng Cao. Tại vì đám này là đám dân chủ. Đám này là đám dân chủ. Thì có thể chúng ta mất đi một khối nhỏ nhỏ phiếu Việt ở trong cộng đồng Việt. Còn nếu như không có đám này ra phá hoại, thì tôi bảo đảm với quý vị, gần như 100% khối phiếu Việt sẽ dồn cho anh Hùng Cao. Tôi chỉ sợ đám này nhảy ra phá hoại thôi. Tại vì đám này là nó pro dân chủ. Và nó thuộc nhóm cực tả của dân chủ luôn. Do đó, phải cẩn thận. Nhất là cái đám này, tôi hy vọng lần này nó không ra phá cộng đồng chúng ta bằng cách là để cho Hùng Cao thất cử. Nó cố tình đi phát flyer ở khu Eden này nọ để nó cổ võ cho đối thủ của Hùng Cao. Tôi hy vọng khu Eden ở tại Virginia là sẽ không có một cái quảng cáo nào của đối thủ Hùng Cao. Nha, ok, rồi, tiếp tục. Ok, ok, chú nghĩ sao khi thấy được khả năng quân sự của Nga và Nga bị chôn chân trong lúc này là thời điểm phù hợp để đối phó Trung Quốc? Cũng có thể đã nhận định như vậy, nhưng bây giờ thì vẫn chưa biết được, tại vì cái đám cực tả của Âu Châu, nó vẫn muốn Hoa Kỳ ưu tiên cho cái mặt trận ở bên phía đông của Âu Châu. Một mặt nó muốn Hoa Kỳ ưu tiên, nhưng mà một mặt nó vẫn cản trở một số vấn đề do vấn đề chính trị. Do đó quý vị, bây giờ tôi vẫn không biết được là thật sự Nga có chôn chân tại đây hay không. Nhưng thời điểm này gần như toàn bộ chính trường của Hoa Kỳ tập trung vào Trung Quốc, nhất là sau chuyến đi của bà Nancy Pelosi. Nó đã kích thích cái cử tri và gần như giới chính trị gia của Hoa Kỳ đều tập trung vào là cái việc đối phó với Trung Quốc. Thì điều này nó đang xảy ra trong tuần lễ này. Còn một vài tuần lễ tới thì chúng ta cũng chưa biết được là cục thế vẫn tiếp tục nóng như vậy ở Đài Loan, hay là nó xẹp xuống rồi nó bùng nổ ở chỗ Tây Ngạn và dải Gaza. Tại vì ngày hôm nay bạo động ở Tây Ngạn và dải Gaza, 31 người chết rồi. Có thể mặt trận trên đây bùng phát lại, cộng thêm là cái việc mà của Ukraine nữa, thì nó có thể làm nhẹ đi cái biến cố đang xảy ra ở tại eo biển Đài Loan nha. Rồi tiếp tục. Ok. Rồi chú Phong nghĩ gì về hãng xe Harley Davidson? Đó là một biểu tượng của Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ thì họ có vẻ như là sợ mất thị trường. Sợ mất thị trường ở bên Âu Châu và bên Trung Quốc hay sao đó. Thì họ có vẻ như là họ khá là kín đáo. Họ không lên tiếng nhiều. Nhưng mà chính ra hãng xe đó
Hockley là một trong những biểu tượng thành công của cái phong trào xe gắn máy thế giới và biểu tượng lớn nhất của Hoa Kỳ trên thế giới, và cái ID của Hoa Kỳ nó đã trở thành một cái phong trào mấy chục năm nay rồi. Thì Harley được xem, Harley Division được xem là một trong những cái biểu tượng thành công của Hoa Kỳ, tại vì nó make in USA nha. Rồi tiếp tục. Ok, cái gì, Đảng Dân Chủ đang vote cho bill mới 400 tỷ. No, chính thức cái ngân sách đó là 750 tỷ, và trong đó có 430 tỷ là 430 tỷ đó là để dành cho việc mà chống lại khí hậu toàn cầu bị thay đổi và giảm đi cái giá cả thuốc men về y tế. Thì nó đã được thông qua rồi. Hôm nay là Kamala Harris đã bỏ phiếu cho bên Đảng Dân Chủ là 51 trên 50 rồi. Bản tin đó tôi đã có. Tức là đã thông qua trên sàn thượng viện rồi. Thì bây giờ nó sẽ đưa ngược xuống sàn hạ viện, rồi sau đó là lên bàn của Joe Biden. Thì nó đã thông qua trên sự sàn thượng viện là cái sàn khó nhất rồi. Thì dưới hạ viện nó cũng sẽ thông qua thôi. Và rồi thì nó sẽ lên bàn của Joe Biden. Nha, nó nằm trong cái ngân sách 750 tỷ mà ông Joe Manchin và ông Chuck Schumer đã đạt được thỏa thuận, và bà Sinema đã đồng ý, là bà đồng ý số tiền 430 tỷ Mỹ Kim để mà giảm đi cái giá thuế, cái giá thuốc men ở trong ngành y tế cũng như là chống lại khí hậu toàn cầu nha, bị hâm nóng rồi. Wow, mảnh đất quá đẹp, vừa có sông vừa có nhiều cây cối thuận lợi để thiết kế nhiều thứ. Dạ, mảnh đất vừa có đất trống, đất bằng, vừa có rừng cây và vừa có sông, thì rất là khó kiếm được miếng đất này, và nằm gần Houston nữa, gần cái Bel Air khu Việt Nam nữa, 40 phút lái xe, thì nó tiện hơn cho mọi người, nó tiện hơn cho mọi người khi mà tới giải trí, tới sinh hoạt tôn giáo, hay là tới sinh hoạt về các cái sinh hoạt khác trong cộng đồng. Thì hy vọng rằng những năm tới chúng ta có thể tổ chức được lễ trung thu, chúng ta có thể tổ chức được những cái lễ hội lớn ở chỗ đó. Bởi vì hôm qua thì Tommy Hồ cũng nói cho tôi biết là ở khu vực đó họ cho phép đốt pháo, họ cho phép đốt pháo thoải mái, có nghĩa là mình sẽ được áp dụng được cái văn hóa cổ truyền nha. Rồi tiếp tục. Anh Phong có đọc tiểu thuyết Tây Phương không? Có chứ, tôi có đọc của Hamilton, rồi tôi có đọc của một số những, đương nhiên những tác phẩm nổi tiếng của Shakespeare, của Victor Hugo, thì tôi có đọc một số những tác phẩm này, cộng thêm một số những tác phẩm của Ấn Độ, tại vì tôi là người thích nghiên cứu về triết học, cho nên là tôi đọc một số tác phẩm về thiền học, cũng như những một số tác phẩm về ngành cái gọi là cái huyền học của Ấn Độ. Thì tôi cũng có đọc một số tác phẩm này nha, không phải chỉ có tác phẩm của Việt Nam hay Trung Hoa, kể cả Nhật Bản tôi cũng có một số tác phẩm ở Nhật Bản tôi đọc rồi nha. Dự án truyện tranh Việt Nam chú có phải khi nào thực hiện chú không? Lúc nào quý vị có? Tôi đã nhận được một số email của một số người và gửi một số bản vẽ, thì các cháu vẽ tốt lắm, nhưng mà có vẻ như là ở trong Việt Nam các cháu bị vướng ở một cái chỗ là chỉ cần vẽ ra cái hình của nhân vật là đủ rồi, trong khi ở bên đây chúng tôi đòi hỏi chi tiết hơn, chi tiết hơn từ trong cái ánh mắt của nhân vật cho tới những cái nếp nhăn trên gương mặt, cho tới những cái mà nó diễn tả được cái cảm xúc của nhân vật, thì các em chưa đạt tới. Các em chỉ vẽ được cái hình của nhân vật để mô tả cái hình của nhân vật thôi, thì cái đó các em vẽ rất là tốt, nhưng mà nó vẫn chỉ mới cái level tôi gọi là basic level thôi. Tôi đòi hỏi cái level, tức là cái mức độ cao hơn một chút, là vì các em muốn tham gia vào truyện tranh, cái thế cái truyện tranh đó, thì các em phải chịu khó vẽ chi tiết một chút xíu nữa, tại vì nét vẽ quá đơn sơ các mẹ mẹ các em và gia phụ các em có gửi cho tôi cái email, tôi có trả lời đó, thì mong rằng các em sẽ improve thêm nữa, tức là sẽ cải thiện thêm nữa, tức là vẽ một cái nét mặt thì nó có những cái cảm xúc, làm sao diễn tả những cảm xúc đó là do những cái thớ thịt trên gương mặt nó hiện lên, hoặc là cái ánh mắt mình làm sao cho nó, mình pha lại cái màu cho nó long lanh lên để người ta có thể diễn tả được cái cảm xúc của nhân vật mình vẽ ra, và chi tiết thêm trên những cái bộ quần áo, ví dụ đó quý vị thấy cái áo tôi mặc nè,
thì nhìn vào thì cái áo trắng, nhưng mà trên cái áo này nó có những cái nếp nhăn, trên cái áo này nó có những nếp nhăn, những cái đường gân xuống, thì những cái đó là những cái chi tiết cần phải vẽ chứ không thể bỏ qua được, không thể bỏ qua được. Do đó thì có một số người gửi cho tôi nhưng mà vẫn chưa được cái ý tôi muốn, do đó mong là các cháu sẽ tiếp tục lên, tại vì tôi không thể expect được các cháu mới có 10, 11, 12 tuổi gì đó à vẽ được vậy là khá lắm rồi, nhưng mà mong rằng và ít nhất các cháu phải tốn thêm một vài năm nữa để tập vẽ một cách chi tiết hơn, tập vẽ một cách chi tiết hơn những cái nét để người ta nhìn vào cái nhân vật đó là người ta có cái feeling, có cái cảm xúc liền. Còn bây giờ tôi chỉ thấy là các em, các cháu chỉ họa hình được nhân vật thôi, chưa có diễn tả được cảm xúc của nhân vật nha. Rồi tiếp tục. Ok, anh Phong làm clip bằng tròn quay cho người xem vị trí miếng đất, mỗi lần thấy anh Phong kết hợp với Ngô Tuấn Kiệt là như quang 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 rõ. Thật sự quý vị thì tuần này tôi sẽ kiếm một cái tròn và có thể nhờ một người sử dụng cái tròn nó quen ở cây Hilton đó thì giúp tôi để mà quay toàn bộ chi tiết hơn của miếng đất để bắt đầu mình gọi xuống mình vẽ cái master plan. Thì chắc chắn là tôi sẽ làm điều đó trong trong, trong tuần này nha. Rồi không phân hóa được đâu anh Phong ơi, chúng em Việt Nam khu này mạnh lắm, tất cả sẽ ủng hộ cho đại cá Tà Hùng Cao rồi. Cảm ơn em rất là nhiều, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc để chúng ta nói, tại vì cái đám Việt Tân này đó nó canh bắt đầu từ tháng 9 để nó bắt đầu nó tung ra, bởi vì nó sẽ là nhờ nó sẽ lợi dụng cái vấn đề đó, là bởi vì mỗi một năm tới mùa tranh cử vào tháng 9 cho tới tháng 11 đó là cái lúc mà các đảng phái đều bung tiền ra quảng cáo, thì nó sẽ nhận ngân sách của đảng Dân Chủ và nó đi cắm quảng cáo khắp ở khu Eden luôn, thậm chí là nó đi tới các khu gia cư ở Fairfax nơi mà có nhiều người Việt ở, nó cắm bảng quảng cáo luôn. Do đó đừng quá chủ quan, tại vì tôi có kinh nghiệm với cái đám này ở tại Nam California rồi, nhất là cái tên là Lý Vĩnh Phong đó, là mỗi lần nó phá city của Westminster nó dẫn một đám mười mấy đứa, 20 đứa ở trong cái mấy đứa nhỏ nhỏ mà khoảng từ tuổi high school cho tới tuổi đại học đó, là mỗi lần city mở hearing đó là nó tràn vô nó phát biểu. Tôi ở ở quận Cam chúng tôi có kinh nghiệm với đám này rất là nhiều. Hy vọng rằng các em, các bạn và các thân hữu ở tại Texas, ấy, ở tại Virginia phải kinh nghiệm rõ ràng, bởi vì cái đám Việt Tân này á nó chuyên môn núp ở trong các hội đoàn và trên nguyên tắc nó không thừa nhận nó là Việt Tân, nó chỉ là cảm tình viên của Việt Tân thôi. Rồi nó đưa tất cả những cái khuynh hướng theo hướng đó và nó chui vào tất cả các hội đoàn, từ những hội quân nhân cho tới những hội ái hữu, thì bề mặt nó nói ô tôi không phải Việt Tân, nhưng mà nó nhưng mà mình nhìn nó thì giống như cảm tình viên của Việt Tân, nhưng vài năm sau đó quý vị, khi mà nó không còn vai trò gì hết đó, là lúc đó nó trở thành thành viên cao cấp của Việt Tân. Do đó đám này là cái đám phá đám, đám này nó không bao giờ ủng hộ cho ứng cử viên gốc Việt hết, tại vì ứng cử viên gốc Việt mà nói được tiếng Việt đó ít nhất họ sẽ hiểu được chuyện cộng đồng, nó không thao túng được. Do đó nó chỉ ủng hộ cho những ứng cử viên không nói được tiếng Việt, tức là không bao giờ có liên hệ với cộng đồng, hoặc là người Latino, hoặc là người Mỹ trắng, hoặc là người Mỹ đen, hoặc là người gốc Hoa luôn nữa, miễn là những người đó không nói được tiếng Việt, tại vì không nói được tiếng Việt thì không hiểu được chuyện trong cộng đồng, nó dễ dàng thao túng định hướng hơn nha. Rồi tiếp tục, anh Phong hỏi gia đình em sắp định cư tại Mỹ, gia đình em có nghề đậu hũ, không biết qua bên đó nghề này có làm được không, điều kiện gì để có. Vấn đề là ở chỗ là gia đình em định cư, em trước hết là chúc mừng cho em, thứ hai nghề đó ở đây tốt lắm, có điều là mỗi một thành phố sẽ có cái quy định của cái cơ quan health department khác nhau, tức là cái cơ quan mà quản trị về an toàn sức khỏe công cộng, mỗi một địa phương họ có một quy định khác nhau, anh không biết em ở địa phương nào và quy định ở địa phương đó như thế nào thì anh không biết, nhưng mà ngành đó thì tốt, tại vì ngành đó là cái ngành mà tương đối là đậu hũ thì đó là cái món ăn rất thường của người dân, thì thứ nhất là như vậy, thứ hai nữa là em sẽ phải cạnh tranh với những người lâu năm trong nghề này, những người lâu năm trong nghề này họ có cả một cái nhà máy lớn để mà họ sản xuất đậu hũ, thì anh không biết gia đình em đủ khả năng để mở một cái nhà lớn hay không,
hay là em sẽ giống như những người mới qua là làm ở trong nhà rồi đi bổ mối cho mấy cái chợ hay là cái mấy cái nhà hàng, thì cái đó em cũng sẽ cạnh tranh rất nhiều người đang làm. Tại vì bây giờ sau 2 năm đại dịch á thì nhiều người họ dẹp tất cả những cái nhà hàng lớn, tại vì chi phí quá nhiều, thì họ rút vài về trong nhà, họ nấu nướng rồi họ đi bổ mối hoặc là họ giao thức ăn tận nhà. Thì đó là cái mô thức mà bây giờ, cái hình thức mà bây giờ nhiều người đang làm. Thì anh không biết là gia đình em sẽ chọn hướng thế nào, bởi vì cái ngành đậu hũ đó em không phải chỉ cạnh tranh với người Việt đâu, mà em còn cạnh tranh với cả người Hàn Quốc và người Trung Hoa. Họ cũng có những cái lò sản xuất đậu hũ lớn lắm các em, vừa sản xuất đậu hũ vừa sản xuất sữa đậu nành. Do đó em cạnh tranh rất là mệt nha. Rồi ủng hộ đại tá Hùng Cao, đừng bỏ phiếu qua thư mà hãy đến thẳng thùng phiếu cho chắc ăn. Yes, nếu quý vị thật sự ủng hộ cho đại tá Hùng Cao là chúng ta sẽ có mặt tại phòng phiếu, mất chúng ta không bao nhiêu thời gian cả, nhưng mà lá phiếu đó là lá phiếu rất sạch sẽ, trừ những người đang có nhiệm vụ làm việc ở hải ngoại, ví dụ như là những quân nhân hay là những người mà đã được công ty họ assign đi làm việc ở bên ngoài nước Mỹ, không thể về đi bầu được, mà địa chỉ của họ ở Virginia, thì gửi thư gửi thư cái phiếu qua thư tín, tức là cái absentee vote. Còn nếu quý vị ở tại Virginia thì quý vị nên ra đi bầu để chứng tỏ cái sức mạnh của cộng đồng trên phòng phiếu, chứ không phải là gửi qua thư tín nha. Rồi tiếp tục. Wow, ok, chính sách đoàn tụ có thay đổi không? Có thay đổi gì hết. Nếu mà quý vị đi đoàn tụ thì vẫn là mười mấy 20 năm, trừ khi đó là trường hợp của phu thê, tức là vợ chồng, thì quý vị sẽ đến Mỹ rất là sớm. Còn ngoài ra đều phải chờ mười mấy tới 20 năm. Tôi vừa có một người bạn ở Houston nè, bảo lãnh gia đình qua nè, sắp sửa qua nè, tổng cộng là 14 năm nha. Ok, rồi tiếp tục. Wow, ai biết tiếng Hoa xem tin tức ở Đài Loan cập nhật liên tục trận tập trận áp báo cáo tiếng Hoa đó chú ơi. Dạ, thì tôi vẫn có, và tôi có thẳng luôn cả hai cái tờ báo lớn của Đài Loan, tức là tờ Taiwan News và tờ Liberty Times. Đây là hai tờ báo lớn của Đài Loan, và họ luôn cập nhật mỗi một ngày, mỗi một giờ đồng hồ cho tôi, để báo cho tôi biết nếu mà có những cái gì mới lên. Thì cho tới giờ phút này thì đôi bên vẫn kèm nhau, tức là Đài Loan đã có chiến hạm của họ rời khỏi cái thềm lục địa của họ ra mặt mặt biển để mà trụ ở đó quan sát tất cả những cuộc tập trận của Trung Quốc. Thì cái đó là cái mà tin sáng nay tôi đã có loan cho quý vị nha. Rồi tiếp tục. Wow, ok, em thấy những người cánh hữu thường thích mở business tự làm chủ, vậy cho em hỏi, một người không thích làm chủ mà chỉ thích làm công suốt đời cho công ty có khuynh hướng cánh tả không? Thì họ thích cánh tả lắm, tại vì họ bú sữa, nhất là những kẻ mà thích làm cho chính phủ lại là những kẻ thích bú sữa nhất. Tại vì ở Mỹ này làm cho chính phủ sướng lắm, đầy đủ benefit, mặc dù lương chưa chắc cao nhưng đầy đủ benefit hết, và họ sẵn sàng vì việc làm của họ, họ bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ. Đa số những kẻ làm trong guồng máy chính phủ đều là của đảng Dân Chủ, đều là của đảng Dân Chủ hết. Do đó quý vị, những người đó là như vậy. Còn đa số những người mà đi theo cái khuynh hướng bảo thủ, họ có tinh thần độc lập hơn, ngoại trừ lòng yêu nước, họ làm việc chính phủ với cái tinh thần yêu nước. Thường thường họ ra họ mở những cái small business, những cái cơ sở tiểu thương để họ tự lập trong vấn đề tài chính. Thậm chí, và đừng nói tới những người đó, ngay cả các giới trẻ bảo thủ cũng vậy nữa, họ không ngồi bú sữa những cái ngân khoản financial aid của chính phủ cung cấp cho họ. Mà khi mà 18 tuổi, nhiều khi họ đăng lính, họ đi lính 2 năm và dùng 2 năm đi lính đó để họ có được một số tiền để học đại học, cộng thêm cái chính sách của bên quân đội hỗ trợ cho các binh sĩ học đại học, thì họ chọn cái hướng đó để không phải khiến cho chính phủ mang nợ. Thì quý vị có thấy sinh viên ra trường mà apply financial aid là quý vị biết rồi, cứ nhìn vô sinh viên bắt đầu đi, nhất là những em mà sau 18 tuổi, 19 tuổi đó, bắt đầu nộp đơn thi đại, lên đại học đó, thì các em quý vị nhìn vào là quý vị biết rồi.
cái nhìn vào cái con số mà xin tiền financial aid, nó là xin chứ thật ra là coi như là vay tiền của chính phủ nha. Rồi tiếp tục à, rồi à, lướt qua những cái ok à, ok qua qua dĩa neo cho mau có tiền kiếm tiền nhanh hơn. Đó, dĩa neo cũng chưa chắc đã kiếm được nhanh nữa. Ok, tại vì trong sau 2 năm đại dịch thì cái ngành ngành neo nó chậm lại. Dũ neo hay là làm neo nó cũng chỉ là một cái nghề rất là đàng hoàng, rất là lương thiện, nó không đi cướp của ai cả. Nhưng mà 2 năm nay sau đại dịch thì ngành neo đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Chưa chắc bây giờ các vị quý vị ra làm neo là đã kiếm được tiền đâu, có những ngành khác kiếm được tiền, đâu nhất thiết phải ngành neo đâu, nhất là trong nhà 2 năm đại dịch sau này nha. Mà ngành đó là cái ngành tôi có thể nói là lương thiện hơn ngành cán bộ của cộng sản, ít nhất ngành neo rất lương thiện hơn những kẻ nắm cái thẻ đảng trong Việt Nam nha. Rồi tiếp tục à, rồi lướt qua. Ok, cả phòng em làm việc cho chính phủ mà từ trên xuống dưới đều bầu cho đảng Cộng Hòa, là em ở chính phủ nào, làm ở tiền ở đâu, ở tiểu bang nào? Đa số ở những tiểu bang, ở những tiểu bang mà về Cộng Hòa quản trị thì đương nhiên. Còn nếu mà quý vị vào những tiểu bang của đảng Dân Chủ quản trị thì nó khác. Ví dụ như California, ví dụ như New York, Chicago, ngay cả thành phố Houston này luôn. Ngay cả thành phố Houston này luôn. Và bây giờ đám Dân Chủ đang tìm cách nó flip luôn cái quận tôi ở. Quận tôi ở là quận Fort Bend, xưa nay nằm dưới tay của đảng Cộng Hòa. Năm nay dân Cali đổ về nhiều và nó xúi rất nhiều những cái dân ở những xứ khác về đây mua nhà mua cửa để lấy residence đây. Bây giờ nó năm nay nó tính flip Fort Bend trở thành của dân chủ đây. Thì những thành phần này là thích làm việc cho chính phủ lắm nha. Rồi tiếp tục. Ok à, ok Tuấn Anh Phạm, chú đã nói rất là nhiều lần rồi nha, con muốn chú bà PR cho cái ngành đó thì chú phải block con, bởi vì chú đã nói rất nhiều lần đó là cái lừa đảo. Ok rồi tiếp tục à, ok à, em coi chuyện Lucky Luke thích họa sĩ vẽ từng chi tiết nhân vật, nếp nhăn trên gương mặt, nụ cười mỗi người trong câu chuyện rất hay, em rất nghiền chuyện dắt. Đó là cái mà tôi đang tăng năm mong muốn các cháu ở trong Việt Nam đừng có sơ sài, vẽ một nhân vật phải chi tiết. Ok quý vị, à, có lẽ là tôi sẽ mở một cái này lên cho quý vị coi cái cách tụi tôi làm, à, để quý vị thấy được là quý vị nhìn quý vị sẽ thấy được đó không phải là hình chụp. Tại vì từ cái ngành đó mà qua tới cái ngành của tụi tôi đó là cái ngành gọi là cái ngành mà của tụi tôi gọi là cái ngành 3D đó quý vị, thì quý vị sẽ thấy được cái vẽ của họ như thế nào nha. Ok, để tôi mở một cái hình nào lên cho quý vị coi cũng được hết đây. Ok, để quý vị thấy được cái ngành của tụi tôi á nó đòi hỏi rất là nhiều. Ok, đây quý vị, tôi sẽ mở lên quý vị coi. Quý vị nhìn thấy nè, tất cả những cái này là chúng tôi vẽ thành 3D. Thậm chí là cái hình này nè quý vị. Quý vị tưởng hình chụp hả? No, đây là hình vẽ đó quý vị. Vẽ bằng 3D nha. Thì quý vị thấy không? Đó, vẽ từ ánh mắt nè quý vị thấy chưa? Đó, từ cái hình vẽ quý vị đó, quý vị thấy không? Hình này đó là hình vẽ chứ không phải là hình chụp đâu quý vị. Nha, đó, quý vị thấy không? Đây là từ cái modeling của 3D nè. Đó, quý vị thấy chưa? Đó, từ cái này nó vẽ từ từ lên và nó bắt đầu thêm da, thêm thịt, thêm chân mày, thêm lỗ chân lông, thêm râu và tóc, quý vị thấy chưa? Chụp sát vô, khi mà họ ấy đứa sát vô đó thì quý vị thấy đó, đây là tấm hình mà quý vị tưởng là hình chụp. Đây là nghệ thuật của 3D. Tụi tôi vẽ bằng chúng tôi vẽ bằng ZBrush, một cái công cụ về 3D đó. Thì từ cái ngành vẽ đồ họa của quý vị, cái vẽ tranh truyện tranh của quý vị, chúng tôi biến thành cái 3D này. Do đó, những cái chi tiết vẽ đó mình cần. Thì quý vị thấy cái hình mà người ta vẽ chưa? Vẽ sau khi mà vẽ bằng 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 tay rồi đó, bắt đầu đưa vô trong cái software mà chúng tôi gọi là ZBrush đó. Thì lúc đó chúng tôi bắt đầu modeling á, tức là bắt đầu điêu khắc hình á. Thì quý vị thấy từng cái lỗ chân lông, từng cái râu, từng cái ánh mắt, quý vị thấy ánh mắt, quý vị nhìn ánh mắt đó, quý vị đâu có nghĩ là ánh mắt này quý vị vẽ đâu quý vị. Đây. Ok. Từng cái chân mày, thậm chí là những vết thương và cái quý vị thấy những cái nếp nhăn ở đây không?
và những cái lằn ở đây không, hay là lỗ chân lông dọc theo cái gương mặt nè, hay là hàm râu nè, tất cả là vẽ hết quý vị, chứ không phải là hình chụp đâu. Đó, nghệ thuật người ta tới như vậy. Thì nếu mà vẽ sơ sài quá thì nó rất là đơn giản nha. Rồi tôi chú Phong nói rất đúng, lúc sáng em có ra nói chuyện với người cô ở Seattle, hai người con ra ngoài mua nhà cho từ ngược lại cô dượng họ không lấy tiền vì lòng tự trọng và độc lập, ủng hộ những bốn người này, ủng hộ Hùng Cao. Tinh thần độc lập nó là như vậy nha. Rồi em làm cho Transition Assistance Program trong chương trình hỗ trợ gì đây, cái gì luôn, xuất khi xuất ngũ về hưu, văn phòng ở Schoolfield Barracks, Hawaii. Ok, từ ở Hawaii, Hawaii là tiểu bang, họ có những cái đặc thù riêng và Hawaii là bên dân chủ đó nha. Ok, rồi tiếp tục. Con có tìm hiểu một ít về 3D và sculpting, đến ok, đó là texture, đúng, con nói đúng, đây là sculpture. Tức là mình sculpture tiếng Việt mình gọi là điêu khắc. Thì như thay vì lúc trước chúng ta muốn cột đốt sét, chúng ta điêu khắc thành người, thì bây giờ chúng ta dùng cái nhu liệu để chúng ta điêu khắc thành người. Thì đó là cái cách vẽ của 3D. Rồi từ cái hình này, từ những cái này, chúng ta mới bắt đầu apply cái gọi là animation, tức là cái chuyển động. Thì lúc đó nó mới tạo hình chuyển động được. Còn bây giờ mới là cái hình tượng thôi nha. Đó là cái cách mà vẽ đó. Quý vị nhìn thấy nó không phải là hình chụp đâu quý vị. Do đó, tôi đòi hỏi, tôi muốn các cháu tập tành những cái này. Tại vì sau từ đây cho tới 2 thập niên nữa, cái ngành này đó quý vị, nó là top job. Nếu các em các cháu mà học ngành này đó, trong vòng 2 thập niên nữa đó, là cái ngành mà lương cao, bây giờ nó đã là lương cao nhất rồi, bây giờ nó đã lương cao nhất rồi, và nó sẽ kéo dài cái kỹ nghệ này 2 thập niên nữa, ít nhất là 2 thập niên nữa. Do đó tôi khuyến khích các em các cháu vẽ truyện tranh là như vậy, là để bắt đầu mình đi qua cái lĩnh vực kế tiếp, lúc đó các cháu mới thấy được. Thì tôi đưa một cái hình từ trên cái công ty, đây là cái công ty sản xuất cái software, tức là sản xuất cái nhu liệu, và cái nhu liệu này nó có nhiều công cụ để giúp các cháu có thể làm được những cái detail đó. Ví dụ như tôi nói quý vị, những lỗ chân lông, làm sao mà vẽ những lỗ chân lông, bởi vì nó có những công cụ để giúp quý vị có thể vẽ được những lỗ chân lông đó, hay là những cái râu mà mọc tỉ 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 ra đó, ok, hay là cái sợi lông lông mi ở mí dưới đó, quý vị thấy họ vẽ cái lông mi ở mí dưới đây, quý vị thấy đây rất là chi tiết, tôi vừa mí trên mà vừa mí dưới luôn. Thì quý vị thấy đó là cái nghệ thuật, đó là cả một nghệ thuật. Do đó vẽ truyện tranh chỉ là cái mức gọi là chỉ là cái mức khởi đầu để các cháu đi vào cái ngành, nó được xem là top job bây giờ, tức là cái nghề mà có mức lương cao nhất bây giờ nha. Không phải là chỉ có ngành giải trí không, mà ngay cả ngành car designer, tức là thiết kế xe, ngành kiến trúc, tức là thiết kế các cái sơ đồ, các cái building, các cái đường phố, rồi chưa kể bên ngành quốc phòng cũng cần nó luôn. Bên ngành quốc phòng cũng cần những cái công cụ vẽ này luôn. Cho nên các cháu đi vào ngành này, tôi gọi nó là top job là như vậy nha. Rồi tiếp tục. Ok, rất sống, hình vẽ nhìn sống như động như thật. Đó là hình vẽ. Quý vị nhìn giống như là hình, một tấm hình mà chụp vậy đó. Bởi vì tôi nói quý vị, cái ngành 3D mà bây giờ nó đang được cải thiện hơn. Ngày xưa chúng tôi học ngành đó năm 1999, khi mà tôi bắt đầu vào cái ngành này đó quý vị, là lúc đó đó công cụ còn thô sơ lắm, vẽ một hay làm một cái modeling đó mất cả tuần lễ, 2 tuần lễ mới xong được một cái mô hình thôi. Còn bây giờ nó cải thiện những công cụ, cái tốc độ nó nhanh hơn. Nhiều khi trong vòng, có những em giỏi trong vòng 4 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ là các em đã làm xong một cái mô hình rồi. Rồi bắt đầu đưa texture, texture tức là cái da, cái thịt, cái màu của da nó làm sao nó nhìn giống thật. Rồi bắt đầu chăm sóc từng sợi tóc làm sao nó thật. Thì
Cái đó là bây giờ những cái software nó càng ngày nó càng improve, nó càng được cải thiện, thì cái thời gian làm việc nó nhanh hơn. Ngày xưa năm 99 lúc mà tôi vô học, lúc mà còn dùng cái 3D Max mà ở 4 năm á quý vị, là cái máy mình chạy còn không nổi nữa. Ngồi mà vẽ một chút xíu thôi là mất mất thời gian rất là lâu. Còn bây giờ tất cả mọi thứ nó tạo nhẹ nhàng hơn, máy móc bây giờ mạnh hơn, rồi nhu liệu nó đơn giản hóa các công cụ hơn. Nó sẽ giúp cho quý vị, không những như vậy, quý vị còn nhớ ngành CNC là cần tới 3D. Các CNC mà cái độ chính xác của nó là phải nhờ tới cái software của 3D. Ngành truyện tranh được lên điện ảnh là cũng nhờ 3D. 3D mới là cái công cụ nó giúp cho người ta giải quyết được nhiều vấn đề. Do đó tôi muốn các cháu học là vậy, cho nên là có nhiều người liên lạc với tôi, nhưng mà tôi nhìn thấy là các cháu mới bước vào cái bước chập chững thôi, tức là mới là basic thôi, chưa phải là cái lâu các cháu phải chạy theo nữa thì nó mới ra được. Và tôi nói quý vị, ngành này là top shop ở Mỹ này. Ở Mỹ đó, nếu mà quý vị là một 3D artist đó, tức là một người vẽ 3D đó, ví dụ quý vị làm cho hãng xe đi, car designer đi, thì tối thiểu lương quý vị là 200.000 đô la một năm, cho tới cộng thêm bonus. Nếu chiếc xe đó mà cái thiết kế đó ra ngoài mà cái số bán nó vượt qua cái dự tính của hãng đó, quý vị sẽ được chia thêm bonus cho cái bản vẽ của cái thiết kế đó nữa, nếu quý vị làm cho ngành xe. Còn nếu quý vị làm cho ngành kiến trúc thì nó sẽ có những cái thiết kế nhà xưa nay người ta vẫn theo những cái mô hình có sẵn, kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, kiểu Âu Châu, kiểu Đan Mạch ở Mỹ này, hay là kiểu của Mexico, kiểu Tây Ban Nha, đại khái như vậy. Nó có một số những cái mô hình đó của một số khu vực. Thì bây giờ những cái người thiết kế họ lại phá vỡ cái truyền thống đó rồi, họ thiết kế những cái nhà rất là đẹp. Thì cũng nhờ cái 3D này, họ kiếm một một bản vẽ của họ, họ có thể một bản vẽ họ kiếm từ 5.000 cho tới từ 3.000 Mỹ kim cho tới 10.000 Mỹ kim cho một bản vẽ thiết kế. Thì quý vị thấy đó, cái ngành đó. Rồi chưa kể ngành, nếu mà đi vào cái ngành giải trí, một nghệ sĩ artist mà để làm việc được, có thể họ, những người mà tay nghề cao, họ có thể từ 750 đô la một giờ cho tới 1.500 đô la một giờ, nếu tay nghề họ cao. Thì quý vị thấy ngành này nó mở ra rất là nhiều. Tiếc là tại sao người Việt Nam vẫn tập trung vào những cái nghề mà họ nghĩ rằng là kiếm tiền liền được. Do đó cái ngành tôi muốn khuyến khích cho các cháu là như vậy. Tôi nói tôi sẵn sàng tôi nâng đỡ, là với các cháu phải chịu khó hiểu hơn về cái nghề này nha. Rồi tiếp tục. Ok, wow, vẽ kiểu 3D đó trình độ cao lắm, như Animate 2D của Nhật Bản còn dễ hơn. Thì cũng không có gì cao cả, từ 2D qua 3D cái công cụ nó không có gì khó hết, vấn đề ở chỗ là mình chịu học hay không thôi nha. Rồi tiếp tục. Trước khi Tưởng Chí Thạch lập quốc ở Đài Loan, vùng đất này thuộc chủ quyền nước nào chú? Nột. Lúc đó là Đài Loan nằm dưới sự đô hộ của Nhật Bản. Trước đó là Đài Loan nằm dưới sự đô hộ của Nhật Bản. Và rồi thì Tưởng Chí Thạch khi mà Nhật Bản chịu thua, thì vùng đất này họ tự sống, họ tự quản trị, các thổ dân tự quản trị với nhau. Trước khi mà Tưởng Chí Thạch đưa quân ra và chiếm toàn bộ đảo quốc Đài Loan và lập cái Trung Hoa Dân Quốc tại đây nha. Rồi tiếp tục. Wow. Rồi theo con biết 3D được chia là nhiều trường phái, nhưng đặc biệt nhất là 3D realistic và stylist. Thì realistic là cái mà người ta đang theo, nhưng mà giống như chú nói, cái ngành đó là cái ngành mà các con kiếm rất là nhiều tiền nếu các con đi về ngành này. Bởi vì chú cho con đó, có nhiều người nói là gửi cho tôi thì tôi nhìn thấy các bản vẽ của các cháu, tôi rất là thương. Các cháu cố gắng vẽ nhưng mà giống như tôi nói, chỉ là cái bước basic, bước căn bản thôi. Từ từ rồi các cháu sẽ hiểu được và các cháu bắt đầu theo hơn, ít nhất thêm một vài năm nữa các cháu nhìn những cái phát triển của ngành hội ngành truyện tranh đó, tức là comic đó, ở các quốc gia xung quanh, rồi lúc đó các cháu mới bắt đầu theo được. Tôi rất hỗ trợ cho ngành comic của Việt Nam, tại vì tôi thấy là họ chưa có ở trong nước, còn chưa có chứ đừng nói tới ở ngoài này. Thì tôi rất khuyến khích, nhất là những cháu nhỏ dù ở ngoài này hay ở trong nước hay là ở bên Âu Châu,
là nên khuyến khích các cháu thay vì cứ cho các cháu đi học piano, đi học guitar, kéo violin hay là học võ, thì đây là những cái ngành mà quý vị có thể cho các cháu đầu tư được. Thay vì các cháu xem mê truyện tranh thì để cho các cháu tự sáng tạo truyện tranh. Thì ngành này đó là cái ngành phát triển rất là lớn. Ở Việt Nam thì các em học kiến trúc thì các em ra vẽ gọi là gì, đồ họa 3D đó, thì các em cũng kiếm được chút đỉnh tiền. Nhưng mà đương nhiên nó không có bằng ở bên Mỹ. Thì đương nhiên ngành nào cũng đòi hỏi cái công sức hết. Vấn đề ở chỗ là mình chọn hay không thôi. Tôi thì tôi rất hỗ trợ. Tại vì tôi làm trong cái ngành này từ lúc năm 99 tôi bắt đầu học ngành này. Cho tới bây giờ hai mươi mấy năm rồi. Thì tôi biết được cái sự phát triển của ngành này. Cho nên tại sao tôi nói tôi hỗ trợ hết cho những em nào thích vẽ truyện tranh. Tuy nhiên cái sự cố gắng đòi hỏi nhiều hơn nha. Rồi tiếp tục. Ok. Mô hình liên bang có thích hợp với một quốc gia nhiều sắc dân như Việt Nam không anh Phong? Câu hỏi rất hay. Vậy thì nước nào trên nước trên trên thế giới này có nhiều sắc dân nhất? Nước Mỹ. Tất cả các sắc dân trên thế giới đều có mặt tại nước Mỹ. Việt Nam có 64 sắc dân, 63 sắc dân. Ở nước Mỹ này đó, mấy trăm sắc dân đó. Số nó là mô hình liên bang đó. Có nước nào trên thế giới mà sắc dân đông nhất hơn nước Mỹ không? Cái tên của nước Mỹ là United of America, Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, tức là tất cả các chủng tộc đều có mặt ở đây hết này. Nước Mỹ là nước có, nước Mỹ là đa chủng tộc, đa văn hóa, thì nó là cái mô hình tốt đẹp nhất cho thế giới, rất là rõ ràng nha. Rồi tiếp tục. Ngành này có thể học trên mạng được không anh? Z, nếu mà quý vị muốn vào ở trong cái YouTube á, cứ đánh chữ học 3D, học 3D Max, hay là nếu quý vị biết tiếng Anh thì lên 3D Max hay gì đó, nó lên cả ngàn cái video clip cho quý vị luôn, để quý vị tha hồ học, kể cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, kể cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Đây là cái ngành tốt nhất cho quý vị để phát triển đó. Trong giai đoạn này tôi nói quý vị ở Việt Nam quý vị gặp nhiều thách thức lắm, nhiều khó khăn lắm. Bây giờ đi ra kiếm tiền, kiếm được 1 đồng thì nợ 2 đồng, thì thôi chẳng thà ở nhà đóng cửa 2 năm này học đi, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, nhưng ít nhất quý vị sẽ trau dồi được một cái nghề mới và đồng thời là không vướng nợ nần. Chứ bây giờ còn đút đầu ra đi làm, nhiều khi làm được 1 đồng đi nợ 2 đồng, nó còn khó khăn hơn nhiều nha. Rồi tiếp tục. Anh Phong có ý định du lịch là Đài Loan, Nhật, Hàn không anh? Em đang ở Nhật, mong được gặp anh 1 lần. Nếu năm tới luật sư Trần Thái Văn năm tới dự tính là mời một số anh em dự lễ song thập của Đài Loan, tức là lễ quốc khánh của Đài Loan, mà nếu mà tổ chức được chuyến đi này thì chúng tôi sẽ đi qua Nam Hàn và kể cả Nhật Bản luôn, thì có thể có dịp gặp những khán giả ở Đài Loan, ở Nam Hàn, ở Nhật Bản. Tại vì năm nay thì có nhiều cái vấn đề tế nhị về vấn đề bầu cử cho nên là không có đi, nhưng mà có thể năm tới. Và năm tới thì nếu anh Cao Hùng đắc cử thì chúng tôi có thể tổ chức và mời luôn cả Cao Hùng đi chung cái chuyến đi này để tới Đài Loan luôn, nếu ra Cao Hùng đắc cử, bởi vì ảnh sẽ là một trong những members của Quốc hội Hoa Kỳ tới Đài Loan. Thì quý vị, đó là một cái điều mà chúng ta, anh Trần Thái Văn sẽ là cái người sắp xếp, tại vì anh Trần Thái Văn có rất nhiều những cái mối quan hệ rất tốt với lại các viên chức của Đài Loan. Thì hy vọng chúng ta sẽ tổ chức được cái đó vào năm tới nha. Rồi tiếp tục. Có nhiều người chê ông Ngô Kỷ homeless nhưng cháu thấy ổng là con bài truyền thông rất mạnh. Thì nếu mọi người không hiểu Ngô Kỷ thì vẫn gọi Ngô Kỷ là homeless, kể cả tôi vẫn gọi ảnh là đại gia homeless. Và hôm trước tôi có chọc ảnh, tôi nói bây giờ Trần Thái Văn làm tổng lý văn phòng rồi thì bây giờ anh đi làm cố vấn như Trần Thái Văn đi, còn không thôi á, kỳ này Charlie Nguyễn Mạnh Chí ra tranh chức thị trưởng, cái ghế của Nguyễn Mạnh Chí thì Nam Quang tranh, thì giờ còn cái ghế bên kia kìa của Tài Đỗ, thì bây giờ anh có địa chỉ ở đó rồi thì sẵn ra anh làm đại gia homeless ra tranh cử trước City Council đi,
Ổng vừa nghe cái đó ổng cúp ngang phone luôn, ổng cúp ngang phone luôn. Tôi vừa xúi ổng ra tranh cử làm homeless, làm nghị viên đi, là ổng chơi ổng cúp ngang phone tôi luôn, để ngày mai coi hỏi ổng còn sao nha. Rồi tiếp tục. Ok, đất đất đẹp Bắc Phong ạ. Giá rẻ hơn đất miền Nam. Thật sự quý vị, những tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ họ còn potential rất nhiều. Quý vị tập trung vào Cali, New York, cái không gian phát triển không còn nữa và đời sống quá cao. Do đó quý vị có đầu tư vào đó thì nó chỉ đẩy cao 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 lên thôi, nhưng cái không gian phát triển không còn nhiều. Còn ngược lại những tiểu bang miền Nam coi vậy nó nhẹ nhàng nhưng mà cái hướng phát triển nó còn rất nhiều. Thì quý vị có dịp tới nước Mỹ rồi quý vị mới thấy được cái sự rộng lớn của nước Mỹ. Bây giờ nước Mỹ tôi nói thiệt nha, đi qua những tiểu bang miền Nam, đi qua khu vực Las Vegas, đi qua những tiểu bang khác rồi đó, nước Mỹ mà có thêm 100-200 triệu dân nữa cũng chưa là thấm vào đâu hết rồi quý vị, nói thật luôn đó. Nếu có thêm 100-200 triệu dân nữa chưa thấm vào đâu hết đó nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả trong chương trình thường lệ, và nhớ nếu quý vị nào mà liên lạc được với anh Đạt CNC nhờ ảnh email cho Phong qua cái địa chỉ email trên màn hình giùm Phong là phuongmaioffficial@gmail.com, bởi vì Phong có chuyện rất cần để gặp anh Đạt CNC. Cảm ơn tất cả mọi người và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.